Bạn đã chán ngấy những bộ phim Việt Nam với đầy tính drama và các anh giang hồ ngầu lòi. Đừng lo vì trung tâm sản xuất phim truyền hình đã quay trở lại với bộ phim Việt Nam mang đầy đủ các yếu tố drama và các anh giang hồ ngầu lòi. Cùng ông diễn viên này trong Người Phán Xử và ông diễn viên này trong 11 tháng 5 ngày đem đến một bộ phim hài tình cảm vừa quảng cáo cho vũ trụ VFC. Ở vũ trụ VFC có nhiều trích đoạn phim tình cảm hài cực. Vừa quảng cáo cho Người Phán Xử. Người Phán Xử. Vừa gián tiếp quảng cáo cho 11 tháng 5 ngày Gara Hạnh Phúc. Rời khỏi những tỉnh thành hư cấu thường thế trong phim để đến với thành phố mang tên Hòa Bình, nơi các nhân vật cảm thấy sống không an toàn. Em thấy không an toàn. Em cứ cảm thấy bất an. Sống không có tình thương cha mẹ. Từ bé đến lớn, có cha có mẹ thì cũng như không. Bạn ấy mồ côi cả bố lẫn mẹ. Và không sống được. Anh sống thế mà anh sống được à? Gặp Sơn Ca, một cô gái có thể xem như là mồ côi. Bố nghiện cờ bạc chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để đòi tiền. Mẹ chán đời bỏ đi đã nhiều năm, Sơn Ca phải bươn chải kiếm sống để chăm sóc cho ông nội già cả. Người ở đây để đánh cờ với ông Phùng. Đang chơi cờ với ông Phùng, đi lượt ông đây. Theo định chơi cờ đó ông đây. Dù phải làm những công việc vốn thường thấy ở đàn ông như sửa xe, ship hàng, nhưng nhờ ăn gió ăn sương của Tây Bắc Bộ nên da Sơn Ca trắng như tuyết, tóc Sơn Ca đen như gỗ mùn. Và để tiện cho việc chăm sóc ông nội, Sơn Ca 5 lần 7 lượt xin việc tại một gara gần nhà. Với tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sửa chữa ô tô, cô thành công trong việc được nhận vào làm tạp vụ. Vì có tính cách mạnh mẽ thẳng thắn không biết sợ là gì. Tôi được sợ cái khỉ gì? Nên Sơn Ca không có bạn. Em làm gì có bạn? Và có chó mới yêu. Cái loại chó nó yêu. Con chó này tên là Quân. Gia cảnh khó khăn, vừa có người nằm viện, vừa có người học đại học, vừa có người bị bệnh, vừa có người thất nghiệp, lại vừa có người học đại học nữa. Nhưng anh là một người vô cùng có năng lực. Khen chú là người có năng lực trong việc khoe thân và vô liêm sỉ. Có vô liêm sỉ vừa thôi. Anh mới hết liêm sỉ là. Dù cặp kè với sếp già là để vay tiền cho người yêu, tôi cần khoảng 200. Nhưng Quân và Sơn Ca vẫn đường ai nấy đi, vì Sơn Ca kịch liệt phản đối việc đổ lỗi cho số phận. Đừng đổ lỗi cho nghèo. Vì cô tin số phận có thể được thay đổi bằng cách xin nghỉ việc đi uống rượu. Đi uống rượu. Lừa sếp để sửa xe chui. Lừa ông ký vào giấy để bán nhà. Mua áo của trùng cuối. Không nhầm, Sơn Ca không mua áo trùng cuối, nhưng mà đó là điều cô ấy nên mua vì đó là điều mà người ta nên làm. Đồng hành cùng Sơn Ca trong những câu chuyện tại gara là Khải, ông chủ của gara, một con trồn sống trong lọ. Mày giờ chỉ là con trồn sống trong lọ. Người đàn ông nói nhiều nhất Hòa Bình. Người đàn ông nói nhiều nhất Hòa Bình. Nhưng lại chỉ biết thở. Anh chỉ biết ăn và thở thôi à? Không biết nói chuyện. Anh không biết nói chuyện à? Không có kinh nghiệm. Anh mà có kinh nghiệm á? Không có quả tim. Không có quả tim. Hay gieo đau thương rồi bỏ bê. Anh rất hay có cái kiểu gieo đau thương rồi bỏ bê nhá. Và bị bệnh biến thái. Như biến thái. Có khi thế. Dù phim này anh có thể không đóng vai cảnh sát hình sự và từng vào tù ra tội, nhưng cảnh sát hình sự lại không thể bỏ rơi anh. Hải có khả năng hút độc rắn bằng mồm. Mọi người thiếu kỹ năng sống á. Ở đây chỉ có rắn nước thôi. Và ở đây để nhắc mọi người là em gái mình cũng có trong phim. Vâng. 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 Anh gọi em à? Vân, em gái của Khải, do một tai nạn trong quá khứ nên cô mắc bệnh sợ người lạ, đặc biệt là đàn ông trẻ, luôn phải sống bằng sự bao bọc của Khải cho đến khi gặp được Sơn Ca. Trung Châu, phó lãnh đạo của gara. Tôi là phó lãnh đạo. Đầy khí chất. Em phải có khí chất của em nhé. Trông mặt như con pitbull. Nhìn mặt láo kia cho con pitbull ý. Và tưởng mình là gà nhưng mà lại là thóc. Chúng có tưởng mình là Sơn Hào Hải Vị. Bắt đầu ra. Ở đây để mang đến tiếng cười cho khán giả bằng sự hồn nhiên vô tư của mình. Dù duyên dáng và vô duyên chỉ cách nhau bằng vài dòng kịch bản, cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu không có drama giang hồ, nên Lão Phi ở đây để đảm bảo điều này. Dù chẳng có gì tương tác với nữ chính của phim, Lão Phi ra tù với mục đích sống để trả thù anh em Khải với những thủ đoạn vô cùng tàn độc như mua gấu bông của kẻ thù. Cháu có mang theo con nào không? Bán cho chúng một con. Tâm sự với kẻ thù. Nhắn tin Facebook với kẻ thù. Động viên kẻ thù. Hãy tận hưởng nốt. Hỏi thăm kẻ thù. Chơi có vui không? Đi chùa với kẻ thù. Và tất nhiên Khải không thể đối đầu với Lão Phi nếu thiếu những đàn em tại gara, những người rất chiến. Chiến đâu? Chiến đâu? Chiến đâu? Chiến đâu? Và biết nhảy hip hop cùng những đàn em cũ mang tên Trọng và Nghĩa. Trọng, Nghĩa, Hiệp. Xuất hiện lần đầu là để nhận anh. Bọn em tìm anh mãi anh ạ. Xuất hiện lần hai và cũng là lần cuối để nhập viện. Chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời của những con người tại gara với những tình tiết đầy hấp dẫn chiếm 1/3 thời lượng của phim, khi các nhân vật dùng 1/3 thời lượng khác để hồi tưởng lại những cảnh trước đó và 1/3 thời lượng cuối cùng để đứng trầm ngâm một mình, đứng trầm ngâm cùng nhau, ngồi trầm ngâm một mình, ngồi trầm ngâm cùng nhau, cùng Sơn Ca chống lại những định kiến giới đang tồn tại trong xã hội và học thêm những bài học quý báu trong cuộc sống như bạo hành trong mối quan hệ tình cảm sẽ được cộng đồng chấp nhận, miễn là người ra tay là con gái hoặc là lý do là vì không trung thủy, người ấy có thể bắt bạn chờ 5 năm. Em bắt anh đợi 5 năm rồi đấy. Nhưng mà chỉ sau 11 tháng 5 ngày đã chuẩn bị đẻ con với người khác và có thể ăn nhậu khi đang mang thai. Cho xin cốc bia đi anh em. Với sự tham gia của Sơn Ca đánh người.
Lưỡi Sơn Ca mất quan điểm. Mất quan điểm? Rất mất quan điểm nhá. Đùa anh buồn cười, anh mất quan điểm đấy à? Mất quan điểm? Ôi anh mất quan điểm. Mất quan điểm đấy à? Trung bình họ hàng ngày Tết. Hai đứa đã bàn chuyện cưới xin chưa? Trung bình người dân khi xăng tăng. Ừ, bán xe rồi. Sáng nay em thấy đạp xe đạp đến. Trung bình người được crush like ảnh. Yeah. Yes, hon. Đà Lạt, anh cameraman căng cực căng cực căng cực. Gara drama.